Kỳ Lân Luxury giới thiệu chiếc điện thoại Meta Vertu với cấu tạo bộ khung vỏ kim loại cao cấp, lưng máy bọc da bê, màn hình điện thoại được phủ bởi một lớp kính sapphire trong suốt, camera sau của máy có độ phân giải lên đến 64 megapixel. Meta Vertu trang bị cho mình bộ nhớ khủng gồm RAM 12GB và ROM 512GB, cho phép người dùng có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin cùng chế độ bảo mật tin nhắn an toàn đáng tin cậy.